Trước khi vào video thì mình xin cảm ơn bạn Andre Backroom đã liên lạc với mình và bàn luận về vấn đề mà cả hai đang định làm. Cũng bởi để việc tránh bị trùng lặp ý tưởng gây ra sự tranh cãi giữa hai kênh, vậy nên mình đã có một khoảng thời gian cùng bàn bạc với kênh này. Và sau cùng, cả hai đã quyết định giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành ý tưởng mà cả hai đang cùng thực hiện. Tất nhiên thì video của cả hai bên vẫn sẽ khác nhau về mặt hình thức và nội dung, nên mong các bạn đừng làm quá lên. Được rồi, giờ thì chúng ta trở lại với video. Xin chào! Đây là The Backroom Việt Nam. Nếu các bạn đã xem hai video về cốt truyện và dòng thời gian của mình thì chắc chắn đã biết mình đang định nhắc tới cái gì. Đúng vậy, đây là một video về cốt truyện hoàn toàn mới. Đây là câu chuyện về một lưu trữ viên cấp cao thuộc MEG đã tự mình tới level 404 và đối mặt với thực thể huyền bí cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng The Backroom. Đó chính là Nostalgicus. Vậy thì lưu trữ viên đó là ai? Diễn biến cuộc hành trình đó ra sao? Trước khi đào sâu vào cốt truyện thì mình sẽ giới thiệu qua các nhân vật và bối cảnh để các bạn biết rõ trước. Giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật đầu tiên của video, đó chính là Eiso. Eiso là nhân vật chính trong video cốt truyện lần này. Cô là một người 24 tuổi, người Pháp, gốc Ireland. Và trước đây, cô đã từng là một lưu trữ viên cao cấp cho một số tổ chức trước khi mất tích không rõ nguyên nhân. Cô có kinh nghiệm trong việc làm lĩnh vực công nghệ trước khi xuất hiện tại The Backroom. Và trong khoảng thời gian tại The Backroom thì cô đã trở thành một lưu trữ viên cấp cao của tổ chức MEG. Đúng vậy, chính là người lưu trữ viên cao cấp mà mình đã nhắc tới. Cô đã mất tích và được cho là đã tử vong sau khi khám phá level 404, Materially Fragmented. Thế nhưng, sự thật đằng sau cái chết của cô vẫn chưa được tìm hiểu. Và hôm nay, chúng ta sẽ vén bức màn đằng sau sự mất tích của cô. Nếu các bạn đã xem những video này rồi, thì chắc hẳn các bạn sẽ biết Kat hay Catherine là ai. Thế nhưng mình sẽ tóm tắt đơn giản lại. Kat là một trong ba lãnh đạo tối cao của MEG cùng hai người khác là Shrek, anh trai của cô, và Andrew, một người bạn của Shrek. Kat, Shrek và nhóm bạn của anh đã bị rơi vào The Backroom vào năm 2012, từ đó thành lập nên tổ chức MEG. Cô cũng là người đóng vai trò liên lạc trong sự kiện Eiso đến level 404. Vì level 404, Materially Fragmented có liên quan không nhỏ đến mạch truyện chính. Vậy nên, mình sẽ tóm tắt thông tin của nó một cách dễ hiểu nhất và đơn giản nhất. Level 404, Survival Difficulty, Class, Zero, Safe, Secure, Devoid. Level 404 là một level bị nhiễu loạn nặng nề. Các mảng lỗi và glitch xảy ra khắp nơi. Địa hình trong level này cũng không cụ thể. Level này sẽ khiến cho người lang thang mất đi lý trí khi đặt chân đến nơi này. Và nó cũng sẽ khiến cho những người lang thang nghĩ đây là nhà của mình. Đồng thời, level này cũng là nơi trú ngụ của một thực thể huyền bí với đầy ẩn số. Đó chính là Nostalgicus. Với những thông tin trong tài liệu của level 404 mà mình đã tìm thấy, level 404 chỉ có lối vào từ level 12, level 18, level âm 0, level âm 1 và level huyền bí, The Code. Và đồng thời thì level này không có bất kỳ một lối thoát nào được ghi chép lại. Nostalgicus là một trong những thực thể huyền bí của The Backroom, được biết đến trong bộ ba thực thể huyền bí nổi tiếng trong cộng đồng The Backroom là Red Knight, Azelkira hay thực thể số 140, Blanche và Nostalgicus. Là một thực thể huyền bí, Nostalgicus sở hữu một khả năng bí ẩn khó có thể giải đáp. Theo những nguồn thông tin hiện tại, thì Nostalgicus có khả năng nhắm vào tâm trí và ký ức của những nạn nhân. Nếu nạn nhân hiểu biết chuyên sâu về Nostalgicus và biết được những ý định của nó, thì nạn nhân thường sẽ chết. Còn nếu nạn nhân tiếp xúc trực tiếp với Nostalgicus, thì nó sẽ dần chiếm lấy tâm trí của nạn nhân. Sự hiện diện của Nostalgicus sẽ khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn, u sầu với sự hiện diện đó. Và nếu nạn nhân có thoát được khỏi Nostalgicus, thì hình bóng của Nostalgicus sẽ bị khắc sâu vào tâm trí của họ. Điều này sẽ khiến họ tự tìm đến thực thể một lần nữa và tự động dâng hiến thân mình cho thực thể. Và việc chống lại sự xâm nhập vào tâm trí của thực thể này là bất khả thi. Khi đã chiếm được tâm trí, thì Nostalgicus sẽ hòa làm một với nạn nhân và hấp thụ người đó. Có thể một số bạn sẽ thấy rằng năng lực của Nostalgicus có phần bình thường và kém nổi trội. Thế nhưng, theo thực thể huyền bí The Red Knight, thì sức mạnh của Nostalgicus thực chất nằm ngoài tầm với của anh. Tức là quyền năng của Nostalgicus đã đứng trên cả Red Knight. Đến đây, mình sẽ bật mí nhỏ một chút thôi nhé. Hai thực thể huyền bí là Nostalgicus và Red Knight là hai chị em. Vâng, là hai chị em và The Red Knight có đề cập tới việc cả hai đã từng chết một lần và cái chết đã vĩnh viễn thay đổi cả hai thành như hiện tại. Đã xong phần giới thiệu, giờ ta sẽ đến với phần các chuỗi sự kiện nào.
Vì những tài liệu mà mình tìm được không hoàn toàn ghi rõ mốc thời gian xảy ra sự kiện, vậy nên mình sẽ đặt tên cho từng mốc thời gian một cách đơn giản và cụ thể nhất có thể nhé. Lưu ý, nếu bạn nào đã xem đến đoạn này rồi thì mình chỉ muốn nói, đó chính là những sự kiện, dòng thời gian và cốt truyện mà mình chuẩn bị kể sau đây là dựa trên cơ sở những manh mối và những giả thuyết mà mình tìm được qua các tài liệu khác nhau, vậy nên nó có thể đúng, nó có thể sai. Và nếu bất kỳ bạn nào có ý kiến khác với những gì mà mình kể thì hãy bình luận bên dưới phần comment nhé. Giờ thì chúng ta trở lại với phần chính của video nào. Chúng ta sẽ đến với sự kiện đầu tiên của video và cũng là sự kiện mở màn cho tất cả. Đây là sự kiện trước khi nhân vật chính của chúng ta, hay EISO, đến level 404. EISO trong thời điểm này đang là một lưu trữ viên cấp cao của tổ chức MBG. Cô đang cố gắng tìm hiểu về những vụ việc liên quan đến level 200 và level 70. Đầu tiên thì cô đã gặp một người lang thang được cho là đã đến level 200. Anh ta có những biểu hiện rất kỳ lạ. Overseer B hay Kat đã nói rằng anh ta có vẻ đang mê sản, thế nhưng chưa bao giờ Kat thấy một trường hợp tệ như thế này. Anh ta bắt đầu nói về việc anh ta đã nhìn thấy bố mẹ của mình. Anh ta thậm chí còn gọi Eiso là chị gái và anh ta muốn quay lại nơi đó vì mọi người đang đợi anh. Và thậm chí anh còn định kéo cả Eiso đi theo và nói rằng mọi người đang rất nhớ cô. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu anh ta là người thân của Eiso, vì vấn đề nằm ở chỗ Eiso không biết anh ta là ai. Eiso thậm chí còn bối rối vì tại sao anh ta lại biết tên mẹ của Eiso. Mặc dù cô biết rằng anh ta không hoàn toàn bị điên, thế nhưng anh ta chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì đó mà chúng ta không nhìn thấy. Một thứ gì đó mà Eiso không biết. Và Eiso đã ngẫm nghĩ rằng phải có một thứ gì đó đang ẩn sâu trong level 200. Trong lần tiếp theo, cô đã gặp anh ta để tra hỏi. Thế nhưng anh ta đã hoàn toàn chìm trong nỗi nhớ và ký ức của chính bản thân mình. Anh ta không còn là con người nữa. Và vì để tránh gây thiệt hại cho cả hai bên, vậy nên MEG đã quyết định ném anh ta trở lại level 200. Và như mình đã nói, Eiso sẽ tiếp tục bắt gặp các sự kiện khác nhau. Cô đã gặp một đoàn người lang thang được hộ tống bởi thực thể số 73. Thế nhưng đoàn người này khá kỳ lạ. Họ vừa cười, họ vừa khóc, luôn miệng nói những cụm như tôi nhớ họ. Và khi Eiso nhìn vào mắt họ thì cô có thể thấy rằng họ như thể đang được cứu rỗi. Eiso đã nghĩ thầm, level 200, đoàn người được hộ tống, những cái bẫy ký ức trong level 70 và level 404, nó có một sự liên kết đến kỳ lạ. Đa số những người đến những nơi đó gần như là không quay trở lại, hoặc nếu có quay trở lại thì chắc chắn là không ổn. Thế nhưng đã có một trường hợp đặc biệt. Có một đặc vụ của tổ chức có tên là Gabrielle. Cô ấy đã thừa sống thiếu chết để trở lại từ level 404. Cô ấy đã khóc rất nhiều, không ngừng nhắc đến cái thứ gọi là tình yêu đã mất của cô ấy, rằng cô ấy sẽ không thể sống được nếu thiếu cô. Đợi đã, cô ấy là ai? Gabrielle không nhắc đến Eiso, không nhắc đến Kat, không nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào cả. Ngày hôm sau, người đặc vụ ấy có vẻ đã ổn hơn, vui vẻ hơn. Cô ấy đã tự mình hát trên chiếc giường của mình. Thật lạc quan, thế nhưng cũng thật lạ. Đó không phải Gabrielle mà Eiso biết. Còn Gabrielle thì cứ luôn miệng nói về một người phụ nữ rất xinh đẹp khác. Vào ngày hôm sau, Gabrielle đã chết. Cô ấy đang ngừng thở với một nụ cười trên môi. Sắc mặt của cô ấy trông thật phai nhạt. Và từ sau sự kiện của đặc vụ Gabrielle, Eiso đã bắt đầu sâu chuỗi mọi thứ lại. Cô đã nhận ra rằng tất cả những thứ như level 200, bẫy ký ức của level 70, đoàn người được hộ tống, level 404 đều liên quan đến hai từ ký ức. Nếu không phải trực tiếp thì chắc chắn nó cũng là gián tiếp. Cô cũng nghe được một số vụ tương tự ở những level khác, thế nhưng thậm chí những vụ này còn tệ hơn. Và cuối cùng, cô đã suy ra được rằng có một thực thể nào đó đã đứng sau tất cả chuyện này. Và Eiso sẽ quyết định đi tìm người phụ nữ hay cô ấy được nhắc đến. Và kể cả khi không có ai tin lời cô thì cô vẫn sẽ đi. Eiso tin rằng kẻ đứng sau tất cả mọi thứ là một vị thần nào đó. Và ả ta muốn con người chúng ta phải chết. Eiso đã quyết định đi đến level 404 để thu thập thông tin một mình. Mặc dù cô biết rằng rủi ro có thể là cực kỳ lớn, có thể cô sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và cô cũng không biết rằng cô sẽ phải đối mặt với thứ gì ở level 404. Vì thông tin chính xác của level này trong thời điểm đó là một ẩn số. Thế nhưng nếu cô thành công trong việc này, MBG sẽ có thêm một lượng thông tin lớn, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức, cũng như tăng sự hiểu biết cho những người lang thang về nó. Đây là một ván cược có phần mạo hiểm.
Aisho quyết định chọn đi một mình vì nếu cô có làm sao thì sẽ chỉ mình cô chịu. Và Aisho sẽ không để bất kỳ ai phải chịu chung số phận như cô nếu một điều tồi tệ xảy ra. Cô ấy thật dũng cảm. Aisho đã thực hiện một bản ghi âm trước khi đến level 404 để nói về dự định khám phá level 404. Và bản ghi âm này sẽ được gửi về cơ sở dữ liệu cho Kat biết vì để tránh trường hợp Aisho có không quay trở lại. Trong bản ghi âm, cô đã bắt đầu thực hiện các bước để đến level 404 và khi cô đến được đó, một tiếng cười nhẹ phát lên. Aisho đã nói một cách rợn người. Xin chào một lần nữa, tình yêu của ta. Bản ghi âm lúc này bắt đầu bị nhiễu cho đến khi bản ghi âm chẳng còn một chút âm thanh nào cả. Và rồi, một tiếng lầm bầm từ xa vang lên. Vào thời điểm này, bản ghi tiếp tục bị nhiễu cho đến khi một âm thanh của kính bị vỡ xuất hiện. Tiếng lầm bầm đó đã trở nên rõ hơn. Đó là Aisho. Vậy ra tiếng lầm bầm đó là của cô. Cô ấy vẫn ổn chứ? Chắc là cô ấy vẫn ổn đúng không? Chắc chắn là không rồi. Cô ấy đang nói một cụm lặp đi lặp lại. Cô ấy đang hoảng loạn. Cứ như thể cô ấy đang đối mặt với một thứ gì đó rất kinh hoàng. Cô ấy nói: cơ thể, hãy đốt cháy cơ thể chết tiệt của tôi. Hãy đốt cháy cơ thể chết tiệt của tôi. Hãy đốt cháy. Đến lúc này thì bản ghi âm bị nhiễu cực nặng cho đến mức không thể nghe thấy gì nữa. Aisho sau đó được MEG tìm thấy và mang trở lại từ level 4 đến căn cứ Omega. Có vẻ Aisho đã bị chấn thương tinh thần đến mức cô không thể đi lại được bình thường. Cô thực sự đã nhìn thấy cái gì cơ chứ? Sau khoảng thời gian tại căn cứ Omega và nhờ sự chăm sóc của tổ chức MEG, Aisho đã hoàn toàn bình phục. Diễn biến của sự kiện này có một vài điểm nổi bật. Cô đã liên lạc với Overseer B hay Kat để kể cho Kat nghe về việc mà cô đang thực hiện và mong rằng Kat sẽ giữ bí mật về việc mà cô đang làm. Và khi được Kat hỏi thăm thì cô ấy đã nói rằng bản thân cảm thấy lạc lõng. Cô cũng có một cảm giác rất lạ, rất rất kỳ lạ. Kat cũng cảm thấy rằng Aisho có những biểu hiện lạ. Thế nhưng cả hai đều im lặng. Aisho lúc này đã tự trấn an bản thân mình và Kat rằng cô vẫn rất ổn, rằng cô đang hướng tới một việc lớn, một thứ gì ấy mà có thể cứu được người. Và rồi một từ phát ra từ miệng của Aisho: cô ấy. Lại là cô ấy. Căn phòng lúc đó có chút dao động. Aisho có chút bối rối. Đó không phải là từ mà cô muốn nói. Nó đang ám chỉ đến một người phụ nữ nào đó, một ai đó. Cô biết điều đó. Thế nhưng chỉ là cô không muốn nhắc đến nó thôi. Kat cũng không thể làm gì với tình trạng của Aisho, thế nên chỉ có thể cầu mong cho sự an toàn của cô. Cuộc gọi đã khép lại bằng một tiếng cười yếu ớt nhưng có phần lạc quan của cả hai người. Và rồi, điều mà Kat lo nhất đã xảy ra. Một tháng kể từ khi Aisho trở lại căn cứ Omega từ level 404, Aisho đã mất tích hoàn toàn. Không lâu sau, MEG đã tìm thấy thi thể của cô và cho rằng Aisho đã chết, đánh dấu kết thúc cho hành trình của cô. Dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng những đóng góp của cô trong sự kiện lần này là không thể bàn cãi. Cô đã tìm ra một mối hiểm họa mà chắc chắn tất cả những người lang thang và MEG phải dè chừng. Mối hiểm họa đó sau này được biết đến là thực thể huyền bí Nostalgia Gaius. Aisho đã thành công một phần trong việc khám phá level 404 và tìm hiểu một phần sức mạnh về thực thể đứng đằng sau tất cả, Nostalgia Gaius. Thế nhưng, hành trình của cô sau cùng cũng đã kết thúc. Nếu cô còn sống, cô có thể sẽ đóng góp nhiều hơn. Nhưng có phải cô thực sự đã chết? Vậy thì chúng ta cùng đến với. Mình biết rằng mình không nhắc tới nhân vật này ở đầu video, thế nhưng nhân vật này cũng là một nhân vật có quan hệ mật thiết với Aisho. Và cũng nhờ vậy mà mình đã có thêm rất nhiều manh mối về chuyến hành trình của Aisho và khả năng của thực thể Nostalgia Gaius. Giờ thì chúng ta cùng đến với phần giới thiệu nhân vật Eden G nào. Eden G là một nhà nghiên cứu thực địa của MEG và là một người bạn thân của cựu lưu trữ viên cao cấp Aisho. Eden là một người phụ nữ da sáng, người Mỹ, gốc Nhật. Đồng thời, cô là một chuyên gia về thực thể. Cô đã có thể giao tiếp với một số thực thể thân thiện. Thậm chí, cô còn dạy một faceling cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Và nhờ đó, cô đã được thăng chức lên trưởng nhóm nghiên cứu thực địa. Khi không có nhiệm vụ thì cô sẽ thường ngồi học ở level 906. Cô lần cuối được biết đến là có một cuộc liên lạc với Overseer B, Kat và sau đó mất tích. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô có liên quan gì đến hành trình của Aisho và Nostalgia Gaius? Chúng ta hãy cùng bắt đầu phần ngoài chuyện này nào.
Bối cảnh của sự kiện là khoảng gần 2 tuần kể từ sự mất tích của Iso. Iso đã từng nói với Kat rằng nếu một tuần cô không trở về thì tức là đã có chuyện với cô. Kat rất lo lắng nên đã liên lạc với Eden G về những chuyện đã xảy ra với Iso. Eden cũng biết rằng Iso có đi đến level 404, nhưng cô không nghĩ đến việc Iso sẽ gặp chuyện gì lạ. Và khi nghe Kat thông báo, Eden ban đầu không tin những điều Kat nói, nhưng khi biết đó là sự thật, cô đã bật khóc. Cô đã khóc rất nhiều. Iso là bạn thân của cô. Cô lúc này chỉ muốn đến level 404 để giúp Iso. Cô không thể để Iso chết. Đến đoạn này thì chúng ta đã có thể hiểu rằng Iso và Eden đã thực sự thân nhau như thế nào. Kat đã cố trấn an và ngăn cô đến level 404 vì nó quá nguy hiểm. Thế nhưng Eden không nghe. Cô đã từ đau buồn trở thành tức giận. Cô bắt đầu đổ lỗi cho Kat, đổ lỗi cho MEG vì đã không ngăn Iso lại. Có thể một phần đây là lỗi của Kat khi đã không ngăn Iso lại. Thế nhưng Iso cũng đã rời đi mà không báo trước, nên chúng ta vẫn chưa chắc đây là lỗi của ai. Kat đã bắt đầu cố gắng ngăn Eden lại vì MEG chắc chắn không muốn mất thêm bất cứ người nào nữa. Eden lúc này đã mỉa mai Kat và nói rằng cô sẽ tự lo việc này. Kat chưa kịp nói gì thêm thì Eden đã ngắt máy. Đó là cuộc gọi cuối cùng của Eden G. Cô cũng đã mất tích hoàn toàn. Nhưng mà có phải Eden cũng đã chịu chung số phận với Iso? Vì chắc chắn các bạn biết rằng ai đến level 404 đều như thế cả. MEG lúc này đã rà soát rất nhiều level để tìm Eden, dẫn đến quyết định cuối cùng là Eden G đã chết. Và rồi một tài liệu được tìm thấy với một phát hiện động trời. Tài liệu chỉ có thể được thấy bởi 3 Overseer. Overseer B hay Kat đã giải thích rằng Eden còn sống, nhưng có gì đó lạ lắm. Cô ta giờ có thể thay đổi thực tại của cơ thể cô ta. Điều này rất khó nói, nhưng Kat mô tả rằng Eden G đã có thể thay đổi diện mạo thành những người khác nhau bằng một phương thức không xác định. Hiện tại thì tổ chức MEG đã ghi nhận về 3 cá nhân được cho là Eden đã biến thành cho đến thời điểm hiện tại. Người đầu tiên được cho là Eden đã hóa thân thành là một người đàn ông tầm 21 đến 30 tuổi, tóc nâu vàng và có đôi mắt nâu. Người này được nhìn thấy là đang cầm rất nhiều lọ Memory Jar khi đi qua khách sạn ở level 5. Những đặc vụ của MEG cũng đã báo cáo về sự biến dạng nhẹ về hình ảnh và không gian ở bất cứ nơi nào mà anh ta đặt chân tới. Những người lang thang cũng có một số báo cáo về việc nghe thấy cá nhân này lẩm bẩm những câu như vị thần là cái gì nếu họ không có những tín đồ. Những đặc vụ cũng báo cáo khi đã thất bại trong việc truy đuổi cá nhân đó sau 3 phút truy đuổi. Cá nhân này sau đó cũng không được tìm thấy. Trong tài liệu lần này thì Eden được tìm thấy dưới danh tính của một đứa trẻ tầm 6 đến 13 tuổi. Có mái tóc và đôi mắt đều có màu nâu ở level 10. Thời điểm phát hiện là một tuần sau khi phát hiện cá nhân đầu tiên. Lúc đó, những đặc vụ thuộc MEG đang có một nhiệm vụ khai phá thực địa trên cánh đồng lúa ở level 10. Vào thời điểm giữa nhiệm vụ, một đứa trẻ đã tiếp cận đoàn đặc vụ. Một đặc vụ đã cố gắng giao tiếp với đứa trẻ nhưng nó không phản ứng, chỉ nhìn những đặc vụ một cách trống rỗng. Đoàn đặc vụ đã đi tiếp, trong khi đứa trẻ theo sau họ. Phải đến 30 phút sau, đứa trẻ mới bắt đầu nói. Những đặc vụ đã miêu tả loại ngôn ngữ mà đứa trẻ nói, như thể đến từ một thế giới khác. Cuối cùng, đứa trẻ đã nói một cách nhỏ nhẹ: tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Khi người đặc vụ gặng hỏi thì đứa trẻ đáp: hãy nói với Kat rằng cô ta là người gây ra chuyện này. Sau đó, đứa trẻ quay người bỏ đi và biến mất vào hư không. Lần này thì Eden được tìm thấy bởi một người lang thang ở trên bờ biển của level 100, dưới hình dạng của một người phụ nữ từ 40 đến 62 tuổi, tóc bạc và đôi mắt màu xanh. Người lang thang này đã mô tả rằng anh đã thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế ở bờ biển ở level 100. Người lang thang này đồng thời cũng đã chụp một bức ảnh về người phụ nữ và gửi cho MEG. Và khi người lang thang này tiếp cận người phụ nữ này không còn thở. Cô ta chỉ nhìn người lang thang bằng một cái chớp mắt. Hết, sau đó thì chẳng còn một cái chớp mắt nào cả. Người lang thang này cố gắng khiến cho người phụ nữ phản hồi trong vòng 10 phút, nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Và khi định rời đi, thì người phụ nữ bất chợt nhìn người lang thang không chớp mắt, không thở, không gì hết, chỉ nói một cách nhẹ nhàng: bạn còn nhớ cái khoảnh khắc khi thức dậy vào sáng ngày 25 tháng 12 không? Bạn có nhớ cái cảm giác chạy vào phòng khách để nhìn thấy hàng đống quả và bánh kẹo không? Bạn có nhớ những ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp đã cho thấy rằng ông Santa Claus đã đến nhà bạn không? Bạn có nhớ khi nào bạn và người thân của bạn mở quà không? Bạn có cảm thấy được
những nỗi nhớ, bạn có cảm thấy được những ký ức không? Cô ấy đòi hỏi nhiều hơn. Đây là lần cuối Eden được tìm thấy. Từ đây, không còn bất kỳ bản thể nào của Eden được tìm thấy nữa. Đời đã, kỳ quái gì vậy? Kat bối rối. Cô nhớ rõ ràng chỉ có 3 tài liệu danh tính. Thế nhưng, ai đã để tài liệu thứ 4 ở đây? Đó là Eden G. Cô ta đã bằng cách nào đó xâm nhập vào file tài liệu để giao tiếp với Kat. Và cô ấy không được ổn cho lắm. Bất kỳ ai nhìn thấy ngoại hình của cô hiện tại chắc chắn sẽ rất hoảng hốt. Và Kat là người đầu tiên nhìn thấy Eden ở hình dạng này. Mày đã thấy thứ mà mày đã làm với tao chưa Kat? Eden nói. Kat lúc này bối rối. Cô bắt đầu hỏi Eden về chuyện gì đã xảy ra với cô. Eden đã nói Kat chỉ là một kẻ ích kỷ, ngu ngốc và ngây thơ. Và nói rằng Kat biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Kat đã cố giải thích với Eden rằng MEG đã tìm thấy xác của ISO. Thế nhưng Eden vẫn đến level 404. Đúng vậy. MEG đã tìm thấy xác của ISO trước khi Eden đến level 404. Vậy tức là hành động bồng bột của Eden là vô nghĩa. Nhưng thực ra sự thật không đơn giản như vậy. Eden đã giải thích cho Kat rằng việc xác của ISO được tìm thấy chỉ là một hệ quả cho việc ISO đến nơi đó mà không có sự cho phép, tức là level 404 ấy. Thậm chí Eden còn gửi một bức ảnh của ISO cho Kat. Vậy tức là Eden đã gặp ISO, có nghĩa là cô ấy vẫn... Kat lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn. Cô không thể ngờ rằng bức ảnh ấy lại là ISO. Cô bối rối hơn bao giờ hết. Đúng vậy, Nostalgia Chaos đã hòa làm một với ISO để dần hấp thụ cơ thể và ký ức của cô. Vậy còn Eden G thì sao? Chẳng phải Eden cũng sẽ phải chịu số phận tương tự? Eden đã bắt đầu đổ lỗi cho Kat khi đã đẩy ISO đến một vòng lặp của sự đau khổ. Eden cũng nói rằng ở level 404 có một vị thần và ả ta muốn con người chúng ta phải chết. Vậy tức là giả thuyết của ISO ban đầu là đúng. Đó không ai khác, chính là Nostalgia Chaos. Và bây giờ, một phần của Nostalgia Chaos hiện tại đang là ISO, đang cố gắng ngăn ảnh hưởng của Nostalgia Chaos lên những người lang thang khác trong Backroom, dù nó chỉ rất nhỏ. Nhưng Chaos và ISO hiện tại là một. Eden G tiếp tục mỉa mai Kat khi là một Overseer trong một tổ chức lớn nhất của The Backroom. Cô đổ lỗi cho Kat rằng Kat đã đẩy ISO đến tận cùng của sự đau khổ, khiến cho ISO vĩnh viễn phải gánh trên vai những hậu quả mà Nostalgia Chaos gây ra. Và đồng thời, chính bản thân Eden cũng phải chịu số phận tương tự. Chỉ khác ở chỗ, Eden đã trở thành con rối, mãi mãi phục vụ cho Chaos. Eden lúc này phải hấp thụ ký ức để có thể tồn tại. Tức là cô phải hấp thụ ký ức từ người khác và biến nó trở thành của cô, bao gồm những thứ như Memory Jar. Kat tiếp tục giải thích rằng ISO đã hy sinh vì những điều lớn lao, quyết định tới đó dù biết rủi ro là rất lớn, để có thể trấn an Eden. Điều đó có lẽ là đúng. ISO đã bị ảnh hưởng bởi Nostalgia Chaos, nên việc quay lại level 404 một lần nữa mà không báo trước là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng Eden không nghĩ vậy. Cô ta cho rằng việc làm của ISO có cái giá phải trả là quá lớn, lớn đến nỗi không một con người nào có thể chịu nổi. Eden đã nói rằng Kat không còn là bạn của ISO nữa. Trước khi đi, Eden còn nhắc Kat một câu: "Tôi chỉ muốn cô nhớ một thứ, cô đã gây ra tất cả những việc này." Kat chưa kịp nói gì thì Eden đã biến mất, để lại mình Kat với rất nhiều câu hỏi trong lòng. Vậy là video đã đến hồi kết. Tóm tắt lại, ISO đã có một sự hy sinh quả cảm để thu lại một chút thông tin từ Nostalgia Chaos, đồng thời ngăn cản hắn tiếp cận những người lang thang khác ngoài level 404. Nhờ vậy mà MEG có thể ghi chép lại thông tin về thực thể huyền bí này và biết được mục đích và một phần sức mạnh của thực thể này. Tất nhiên, việc cô đến level 404 mà không có một lời báo trước đã gây ra nhiều hệ quả khác nhau. Một trong số đó là Eden G đã mãi mãi phải trở thành tay sai của Chaos. Phải nói, ISO và Eden phải thân nhau lắm thì Eden G mới có thể có những hành động bồng bột như vậy. Thế nhưng thái độ của Eden đối với Kat và MEG cũng là điều dễ hiểu. Nếu MEG phát hiện ra và nhất quyết ngăn cản việc ISO trở lại level 404 thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nhưng có lẽ nó sẽ lại châm ngòi cho một sự kiện khác. Và cũng nhờ tài liệu của Eden G mà chúng ta đã biết rằng ISO vẫn còn sống, chỉ là đang bị Nostalgia Chaos hấp thụ dần dần mà thôi. Dù sao thì mối quan hệ giữa Kat và Eden cũng khá căng thẳng, nhưng mình cũng không thể suy ra được rằng ai là người thực sự có lỗi.
Đến đây, nếu các bạn muốn một video phân tích về các manh mối trong sự kiện này thì có thể sang kênh Andre Backroom để có thể xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.